Những sản phụ sinh mổ nhiều lần phải đối mặt với nguy cơ cao xảy ra các biến chứng gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe như tai biến của gây mê, gây tê, nguy cơ dính nhiều vùng mổ, gây tổn thương các tạng lân cận trong ổ bụng. Ngoài ra còn có các di chứng sau sinh như nhiễm trùng vết mổ. Tôi mang bầu đứa thứ tư rồi. Ba lần trước là mình sinh ở như tuyến huyện, mình sinh mổ. Đứa thứ tư là sinh mổ là nguy hiểm hơn. Thì là mình muốn an toàn cả cho mẹ, cho con. Việc lựa chọn bệnh viện uy tín để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé luôn là nỗi trăn trở của nhiều mẹ bầu. Với sản phụ Lương, đây là lần sinh mổ thứ tư nên việc quyết định càng khó khăn hơn. Chị luôn đắn đo, phải tìm một bệnh viện tốt, bác sĩ giỏi, nhiều kinh nghiệm trong lần vượt cạn khó đầy mối đe dọa này. Được mọi người giới thiệu tư vấn ở như quê là lên trên đây vừa sạch sẽ, thì bác sĩ chăm sóc cẩn thận hơn, quan tâm của bác sĩ y tá cũng tốt hơn, nên mình muốn an toàn hơn mình chọn lên trên đây mình sinh. Ca mổ thì cũng đã rất thành công. Chúng tôi ở đây mổ thì chúng tôi cũng có áp dụng cái thứ nhất là an toàn cho bà mẹ và bé. Sau đấy thì chúng tôi cũng có áp dụng một số cái phương pháp làm cho sản phụ đỡ chảy sệ bụng, ví dụ như là chỉnh lại sẹo. Trong cái quá trình mổ thì chúng tôi khi một sản phụ đến với những cái vết mổ đẻ cũ mà ba lần như thế, đồng mổ đằng giữa và cái sẹo to và xấu, thì chúng tôi cũng có những cái phương pháp. Cái thứ nhất là làm sao cho an toàn mẹ và bé. Cái thứ hai nữa là về cái chống chảy sệ bụng, với lại để cho vóc dáng người phụ nữ đỡ ảnh hưởng đến cái sau này. Ví dụ như là làm bụng chảy sệ này, khó chịu này và mất tự tin này, thì chúng tôi cũng đã áp dụng phương pháp là cắt bỏ bớt cái sẹo cũ và sẹo xấu. Sau đấy thì chúng tôi cũng có áp dụng cái phương pháp nữa là kéo căng da bụng cho bệnh nhân đấy. Và trong quá trình sau mổ thì chúng tôi cũng có tập luyện một số cái, hướng dẫn bệnh nhân tập luyện và chế độ dinh dưỡng thể dục để làm cho vóc dáng sản phụ nhanh trở lại bình thường tốt nhất. Trong đấy thì có những cái phương pháp là tập luyện thể dục này, dinh dưỡng cho bệnh nhân này, rồi chiếu plasma vết mổ này. Mình hôm nay đã sinh được là ngày thứ 5 rồi. Sức khỏe của em bé thì hiện tại cũng bình thường, mẹ khỏe, con khỏe. Mình rất hài lòng về bệnh viện Hợp Lực, cả về bác sĩ, y tá điều dưỡng, chăm sóc em bé và sản phụ rất là tận tình, nhẹ nhàng, chu đáo. Mình rất hài lòng.